quý vị và các bạn, bây giờ Quang Linh sẽ viết một cặp câu đối trên vải bạch kim sa. Đây là một loại chất liệu vải mà Quang Linh dùng để viết câu đối, chúng ta có thể treo ngoài trời, trong nhà, nắng mưa được, và cái tính chất bền lâu. Và những cái hoa văn này cũng do chính Quang Linh thiết kế nên, cho nên khi các bạn đặt cái bộ sản phẩm câu đối do chính Quang Linh viết và thiết kế thì nó sẽ khá là độc đáo, nó không có nhiều bên ngoài thị trường. Đây là kích thước của bộ đối này là 20 nhân cho 1m2. Quý vị các bạn có thể tham khảo qua Zalo số điện thoại 0919146478 để được mình tư vấn thêm và cũng như xem những cái hình ảnh mẫu nhiều hơn. Và nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết một cặp câu đối cho khách hàng. Xuân sang khúc đất xin tài lộc, Tết về rạng rỡ vạn vinh hoa. Đây là câu đối do khách hàng chọn. Bây giờ Quang Linh thực hiện. Xin mời các bạn xem. Xuân sang phúc đức xin tài lộc. Rồi một vế thứ hai là Tết về rạng rỡ vạn vinh hoa.
3 các bạn. Bút số 3 là bút chung số 3. Như vậy thì chúng ta dùng một loại màu đặc biệt có thể bám lên trên cái chất liệu vải bạc kim sa này tốt, và cũng có thể bám lên nhiều chất liệu nó gần giống như là acrylic. Để biết cái cặp câu đối này, như vậy thì cặp câu đối này đã hoàn thiện, chỉ còn thèo khô thôi, và chúng ta có thể treo ngoài trời nắng mưa không ảnh hưởng, chúng ta treo được nhiều năm nha. Sau này chúng ta có thể cuộn lại rất là gọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.